sách mờ rồi, không có bài cả. À đây rồi. Em xin mời anh trao nhận phát hát trích đoạn Tuyệt Tình Ca. Trích đoạn Tuyệt Tình Ca. Soạn giả Hoa Phượng và Ngọc Điệp. Mời nữ song ca cùng nhuận phan. Bài hát này em rất thích. Bài hát này nói về quê hương Vĩnh Long của em. Hồi đó tôi đổi về Mỹ Tho, tôi thường gặp anh Giáo Hương. Anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của anh và chị. Anh nói rằng anh đã được chị chọn lòng yêu thương, sống với nhau sau 7 năm trường, góp vào đời hai đứa con. Trai tình Long Hồ còn gái là Trường An. Chị rất là đảm đang, đang mặt là một người vợ hiền, đã kiên tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin. Không phải vậy đâu chị Lan à, anh vẫn thương nhớ chị với hai con nhiều lắm. Lúc vừa có linh tàn cứ anh tu xếp việc nhà ở Mỹ Tho xong, anh xuống Vĩnh Long bằng xe đạp và ghé chợ Trường An, nhưng chị đã tạm cư. Anh nói tâm thì không ai biết được, chỉ vòng con chạy giặt ở phương nào, và sau đó anh dần ra tìm. Mà chị thì biệt tích vẫn tâm, anh thường nhắc nhở chị với ai con, nỗi nhớ thương dằn dặt suốt 20 năm dài, ra bờ sông đứng lặng mỗi ngày, nhìn những chiếc xuồng con xuôi ngược, gửi hồn về tận đâu đâu. Mọi lần trở xuân
cầu đau im lặng căn gần nuôi con suốt hai chục năm trường. Chỉ còn giữ tới ngày nay, phải chi anh nương ảnh còn sống thì ảnh cảm động biết chừng nào. Thầy nói sao? Anh nương đã chết rồi chị à? Chồng tôi chết rồi. Ảnh chết ở bến đò Rạch Miễu, lúc quy hương mờ khói lửa binh đao, chống xuồng con rời khỏi mái gia đình. Hai đứa thường đem chuyện gia đình ra để tâm sự, hãy nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ. Ảnh ngọt ngào dùng ba cái tiếng má con ngang, rồi một chiều kia ảnh xa lánh trần gian. Tôi ở bên cạnh nằm cho đến khi ảnh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết ảnh có trao cho tôi kỷ vật. Lúc bình yên, tôi đã tìm chị khắp tỉnh Vĩnh Long. Nay bất ngờ gặp chị thì kỷ vật của anh đây, chị hãy nhìn cho kỹ. Chị cà gai, bàn tay, bàn tay và mùi thơm cha thật của chồng tôi. Đây là anh mắt mình còn sống đây sao? Phải, tôi còn sống đây, tôi vẫn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tách bến để trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn, con nước lớn lục bình trôi dời răng. Chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát, mà bóng người thương lẩn khuất giữa sông đầy. Tôi liên tưởng đến ngày sau mình cũng lẩn đẩn trên dòng đời, không bảo bọc được mẹ con mình. Suốt 20 năm trường tôi đây đứt trong tim. Không phải trước mặt mình đây tôi nói dễ được mình thương. Hồi đó tôi đã tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long. Ôi sông dài có thấy đâu tầm cá, mà trời cao cũng vắng bạc tinh hồng. Tôi buồn, tôi khổ.
nhí con loài chim nha. Phải, mình chính là con chim dương nga ở vùng băng tuyết. Sinh con ra đời lúc trời mới vào đông, chim trống đã cất cánh bay ra vào trong sương gió mịt mùng. Chim mái ở dậy nuôi con cho tròn phần mẹ, mặt đất chạy da băng thức ăn không có. Chim mẹ phải mổ thịt mình mà nuôi dưỡng các con, rồi mòn mỏi chết đi vì kiệt sức. Trong khi đàn con vẫn còn tiếp tục sống bằng xương bằng thịt của mẹ. Mùa đông tàn dương nga con cũng vừa lớn, nói cánh bay cao mình ơi, mình là hình ảnh con dương nga cao đẹp. Nhưng từ nay tôi xin phép được thay mình mà chăm sóc đàn con. Rất là tuyệt vời tiếng hát của anh ca Nhuận Phát ạ. À, anh xin cảm ơn anh đã vào hát giao lưu với em.